cha đẻ ATM gạo cấp tốc lập ATM oxy, đưa hơi thở đến tận nhà dân. ATM oxy sẽ đổi bình hơi thở tận nhà cho bệnh nhân, với người chưa có bình oxy và hoàn cảnh khó khăn sẽ được mượn miễn phí. Tiếp theo, chương trình ATM gạo được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Mathome chính thức lập ATM oxy, hoạt động do anh Hoàng Tuấn Anh, cha đẻ của ATM gạo triển khai. Thời gian đầu, ATM oxy sẽ hoạt động từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Trước tiên, chương trình triển khai 90 bình oxy loại 8 lít để lập các trạm ở các quận đoàn trên địa bàn 6 quận huyện gồm quận 7, 8, 10, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Tiếp đó, chương trình sẽ lập trạm ATM oxy miễn phí tại tất cả các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Mỗi ngày, các xe bán tải sẽ đi nạp khí oxy tại các trạm sang chiết ở ngoại thành và tỉnh lân cận, sau đó đem về các trạm ở các quận huyện. Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, máy thở, oxy càng cần thiết và trở nên khan hiếm khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Xe tải của các trung tâm sang chiết oxy đã quá tải, nhiều nơi đầu cơ đẩy giá bình lên 4 đến 5 triệu đồng mỗi bình 8 lít, nguồn cung hiếm. Chưa kể, hiện tại các F0, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà không thể đem bình oxy đi đổi, số lượng tài xế giao hàng công nghệ hạn chế. Việc tìm mua, đổi bình oxy trở nên vô cùng nan giải với người dân và cả các bệnh viện. ATM oxy sẽ tăng cường đội xe đổi oxy hàng ngày cho các bệnh viện để nâng công suất sử dụng các bình lên 3 đến 4 lần. Ngoài ra, các tình nguyện viên sẽ đổi bình oxy tận nhà cho bệnh nhân, với người chưa có bình và hoàn cảnh khó khăn được mượn miễn phí. Đối tượng được hỗ trợ là những người có nhu cầu sử dụng bình oxy để điều trị, chữa bệnh tại nhà, nhiễm COVID hoặc các bệnh hiểm nghèo khác cần phải có bình oxy để duy trì sự sống, hiện đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung cấp bình oxy. Ngoài việc hỗ trợ các bệnh nhân, các F0 tại nhà, bước vào giai đoạn 2 của ATM oxy, chương trình sẽ hỗ trợ đổi bình oxy miễn phí cho các bệnh viện với số lượng dự kiến từ 5.000 tới 10.000 bình. Giai đoạn 3, ATM oxy sẽ cho các bệnh viện mượn để sau này thành phố Hồ Chí Minh giảm dịch thì có thể hỗ trợ các tỉnh thành khác trên cả nước. Bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cần đổi bình oxy có liên hệ đường dây nóng 84 796 triệu 555.564.